lợi ích không ngờ từ nhảy dây. Nhảy dây không những là một trò chơi quen thuộc với trẻ thơ mà còn rất tốt cho sức khỏe, vừa giúp duy trì vóc dáng cân đối, lại tốt cho tim mạch. Nhảy dây không những là một trò chơi quen thuộc với trẻ thơ mà còn rất tốt cho sức khỏe, vừa giúp duy trì vóc dáng cân đối, lại tốt cho tim mạch. Chỉ cần một sợi dây, bạn đã có thể tập mọi lúc, mọi nơi cùng gia đình, con cái, vừa rèn luyện sức khỏe vừa vui chơi tăng cường sức khỏe tim mạch và phổi. Các nghiên cứu cho thấy, nhảy dây thường xuyên giúp tăng đề kháng của tim và phổi. Trong mỗi động tác nhún và bật nhảy, cả cơ thể đều phải vận động, kích thích tim đập nhanh hơn và mạnh hơn, tăng khả năng bơm oxy tới các bộ phận khác của cơ thể. Đó là lý do tại sao nhảy dây được xếp vào nhóm cardio, tức những bài tập tốt cho tim mạch như chạy bộ, đạp xe, giúp cơ thể săn chắc và tăng cường sức bền bằng cách luyện tập nhảy dây bạn cũng sẽ cải thiện được sức bền của cơ bắp đó là khả năng của các cơ để thực hiện một hoạt động thể chất kéo dài theo quan điểm này nhảy dây là một môn thể thao lý tưởng vì hầu như tất cả các cơ đều được vận động ở phần trên cơ thể cánh tay vai và cơ ngực đều tham gia vào chuyển động quay của sợi dây ở phần thân dưới tất cả các cơ đều được sử dụng từ bàn chân đến hông mỗi động tác nhún và bật nhảy sẽ góp phần làm săn chắc phần chân đùi, bụng và hông, giúp bạn có một body săn chắc và đẹp hơn. Tiêu hào năng lượng Nhờ vận động toàn bộ các cơ mà năng lượng cũng được tiêu hào đáng kể. Hiểu rõ điều này mà các võ sĩ quyền Anh và dâu đốc thường coi nhảy dây là hoạt động thể chất lý tưởng trước khi thi đấu hay cần giảm cân nhanh chóng. Theo tính toán của Viện Nghiên cứu Sức khỏe, Y học và Thể thao Pháp, chỉ với một kỹ thuật nhảy dây đơn giản và không cần quá nhiều sức, một người nặng 70 kg nhảy dây 20 phút cũng sẽ tiêu hao được 187 kcal. Đối với người mới bắt đầu, việc tập luyện nên được tiến hành một cách từ từ và thường được khuyến cáo không nên tập quá 5 phút trong vài buổi đầu tiên. Bởi nếu quá vội vàng, bạn sẽ khiến các cơ bị căng quá mức.